ga Kumanoshi. Lần đầu tiên đến cái ga này là ngạc nhiên luôn. Lần đầu tiên đến Nhật Bản, Kumanoshi. Để em chạy vòng vào bên kia em xem. Em chạy vòng qua bên ga kia, em quay sát cái ga Kumanoshi này xem. Quay cái ga này nè. Em chạy vòng này em quay cái ga này cho đẹp. Được không? À, tôi đợi ra ngồi cái bàn nó sưởi nắng đẹp trên nền bạc kìa. Nhớ chỗ này không? Chỗ này tao giải đua marathon đấy.